Thôi bây giờ cũng năm mới thì cha cũng xin chúc cả một gia đình những người đã ủng hộ trong cái kênh Miền Tây Yêu. Dạ. Thì tất cả mọi gia đình là một cái năm mới, thứ nhất là có sức khỏe, yeah, rồi vui vẻ, cuộc sống luôn an bình, luôn luôn gặp những điều là thuận lợi trong cuộc sống là may mắn. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà, hôm nay mình với Nhi lại tiếp tục làm clip nha. Đây, hôm nay mình làm món ăn đầu năm mới cả nhà ơi. Đây. Làm đơn giản rồi cả nhà, thịt này, bò nè. Sáng mình với Nhi có đi chợ mua ít thịt bò. Đây. Mình xào với bông bí nha cả nhà. Dưới đây là bông bí cả nhà. Hôm bữa mình có mua bông bí ở cái cô làm chung công ty mình á. Thấy ngon quá trời luôn. Ừ. Mà bữa nay ông bà nội mình ăn chay rồi cả nhà ơi. Bởi vậy mình có mua nấm nè. Nấm này thì mình xào chung với bông bí. Chia làm hai, bông bí chia làm hai. Để làm món chay cho ông bà nội. Còn cả nhà thì mình ăn thịt bò xào bông bí nha cả nhà. Rồi, bây giờ em bắt đầu rửa đi. Rồi. Mà sáng rồi mình cũng không có biết ông bà nội ăn chay nữa cả nhà. Mua thịt bò về rồi mình mới biết ông bà nội ăn chay. Bởi vậy mình làm món chay riêng cho ông bà. Bò nhìn thấy cũng ngon quá ha cả nhà. Mới chế nước về là muốn tái tái. Nãy mua về đó đỏ ao luôn. Ừ. Tái tái. Cái phòng bông bí này hôm mình nhì ngồi lặt rồi nè. Cả nhà thấy không? Đó, trong đây nó có cái nhị màu vàng mình bỏ. Mình bỏ cái nhị vàng này luôn. Xong mình cái cọng này nè mình sẽ tước ra. Chứ mấy ăn bị dai nha cả nhà. Còn cái nhị mình không có lấy thì ăn sẽ đắng lắm. Nó hơi bị nhẫn đó. Nên giờ mình đã làm sạch hết rồi. Giờ đem muối vô thịt bò anh ơi. Rồi. Giờ em đem muối vô rửa đi. Cái này em có rửa chanh không? Không anh ơi, em sợ nó tái nó chín á. À. Bò đặc biệt là không rửa chanh. Ừ. Muối thôi ha. Thấy cũng ngon đó chứ. Giờ Nhi đang rửa cái phần bông bí á cả nhà. Quá trời luôn. Qua anh mua 1,5 kg nữa cả nhà. Nhìn bông nó ngon quá, anh mua nhiều chút. Ngâm muối cho nó sạch. Rau của mình đây rửa xong hết rồi cả nhà ơi. Nấm cũng vậy luôn. Giờ mình vợ Nhi sẽ xào nha. Giờ mình sẽ làm món chay cho bà nội trước nha cả nhà. Món chay của bà nội là chỉ có nấm với bông bí thôi. Rồi để miếng tỏi vô. Rồi em rồi. Cháy cho thơm. Ừ. Giờ Nhi sẽ để bông bí vô nha cả nhà. Đó.
để cho mà mọi người ăn miếng hồng bí ăn nó thơm, hồng bí cũng ngọt lắm cả nhà ơi. Dạ. Ừ. Hết à? Ừ. Thì có ông mà nội ăn đủ rồi đó. Sẽ xào phần thịt bò với bông bí nha cả nhà. Thì nãy mình có xào chay cho bà nội lấy cái chảo này luôn, rồi lấy chảo này mình xào mặn luôn. Như mới để xào được chút mà thấy tái tái này nè cả nhà. Sáng mình mua nửa ký thịt bò. Bò này mua ngon lắm cả nhà ơi. Thịt thăn ngon mới nạc nạc không? Sáng mua thịt thăn á. Thăn bò. Không có miếng gân luôn, nạc không? Bò mang qua nước ha. Nó ra nước rồi kìa. Ngon ghê không? Rồi thịt bò cũng gần chín rồi nè cả nhà, bởi vì Nhi sẽ để bông bí vô nha. Đó. Đặc biệt là phần này nè cả nhà ơi, bông bí. Bông bí sạch bò ngon lắm cả nhà ơi. Hết không em? Thơm lắm. Hết luôn ha. Rồi hết luôn đi. Nay ăn bông bí cho nó đã một bữa ơi. Trời ơi trời. Quá trời luôn. Một chảo luôn cả nhà. Cả nhà, cả nhà xem á. Thấy vậy chứ hồi sẹp lép hả? Sẹp hết trơn. Thấy vậy đó. Vậy vô nè. Rồi mới để nãy giờ mà thấy nó mau sẹp quá cả nhà. Mới để bông bí vô thôi á. Bông bí mà. Cả nhà thấy không? Mình sẽ để thêm một nêm vô. Rất là thơm luôn cả nhà ơi. Nãy ướp bò rồi, mình chưa để gì vậy. Mình để gì vô. Hồi nãy chỉ ướp bò thôi phải. Đúng rồi, giờ để gì vô. Chín rồi ta. Chín rồi đó em ơi. Nhà mình ăn mà. Rồi ăn đi. Được rồi. Mình chuẩn bị chén cơm. Chén cơm ăn cả nhà ơi. Bữa cơm đầu năm cả nhà ơi. Thấy ngon hấp dẫn quá đi. Chào cả nhà. Cả nhà thì mình đã hoàn thành xong cái bữa cơm gia đình này. Đây. Này chỉ có món bò xào với bông bí thôi cả nhà ơi. Đúng rồi, đơn giản cả nhà. Bữa cơm đầu năm nha cả nhà. Nay gia đình mình ăn bữa cơm đầu năm luôn. Thì nãy mình có xào chay cho bà nội rồi. Tại vì nay ông bà nội ăn chay cả nhà. Hôm nay không biết ông bà nội ăn chay nên muốn. Bởi vậy mình có mua nấm với bông bí mình xào riêng cho ông bà nội rồi. Thôi mình mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Rồi mời cả nhà ăn chung gia đình mình luôn. Rồi mẹ ăn cơm xem mẹ. Rồi cũng mời cầm đũa lên nè. Chúc cả nhà mình ăn ngon miệng. Năm mới mà. Cha nãy cũng đi dự tiệc năm mới con cha ít ít xong. Dạ. Nay cũng năm mới cũng nãy cũng đi dự cái tiệc rồi. Đây, năm mới đi. Ăn cơm đi cha. Nay ăn cơm đơn giản rồi cả nhà, đảm bảo. Nhân dịp thôi, đầu năm. Đầu năm nay mình khui luôn bia đây. Cho nó ấm cúng. Tại này cũng là Tết Tây chứ không phải Tết truyền thống của mình cả nhà. Ăn đơn giản được rồi. Rồi mời mẹ. Nè cả nhà mình uống bia hết đi. Đây. Đây nè. Uống bia luôn ha.
Nên đầu năm nên cả nhà mình uống bia luôn, chúc mừng năm mới luôn. Ngồi hết cho mẹ. Em múc, em mấy đây em múc cơm đi. Ăn cho em đi mẹ. Từ ngày mẹ không có uống bia ra mẹ uống bia luôn nha. Đặc biệt á, hôm nay đặc biệt mẹ uống bia đó. Đây. Qua mềm luôn. Mình mời cả nhà nha. Ăn cơm với gia đình mình nha. Đây có một bí nữa cả nhà. Đây chấm với nước mắm ớt nha cả nhà. Mắm với nước ớt này nè. Rồi mời cả nhà mình luôn nha. Không biết ngọt không? Bí xào rồi nó ngọt. Bí là bò hết ý rồi. Quá ngọt. Ngọt không? Bông búp nó ngon, bông nở. Giống này đúng làm đồ tương nhà nội nè hả? Dạ. Nó còn chưa. Con xào dừa ăn không cho mà? Ngon. Dạ. Để chấm nước mắm ra dừa luôn. Vô ly nha. Dạ. Vô. Nâng ly chúc mừng năm mới nha cả nhà. Đúng là cái năm mới cũng chúc cả nhà là một năm mới là sức khỏe, vui vẻ và trong cuộc sống luôn luôn gặp những điều may mắn tốt đẹp. Rồi chúc mừng năm mới luôn cả nhà. Chúc mừng năm mới nha. 1 2 3. Vô. Mời cả nhà luôn nha. Mẹ uống bia được mà. Gán gán được. Kệ năm mới này. Ôm nổi đưa tôi gồng cho. Chờ gồng mẹ. Chứ đừng có gán gán quá bà. Lấy gì mà. Con ly một. Này mẹ xỉn bữa. Năm mới mà. Năm mới mình vui vẻ rồi cả năm vui vẻ luôn. Dạ. Đúng hôm nay là có tết tay chứ không phải đến một năm mình. Nhưng mà giờ nó đã thấp nhất rồi. Dạ. Mà cũng gọi là tết. Dạ. Bước vào năm mới rồi. 2020 nha cả nhà. Đầu năm phải giờ vui vẻ rồi mấy nó có cả năm ở năm nay mình mới vui vẻ. Yeah. Ui, được không em? Được. Lắc cái gì nữa. Bên bà này mua thịt thăn nè. Bên nó mềm nè. Mua thăn nè. Sắc máy luôn á hả? Dạ. Mua một cái ăn kia người ta sắc luôn. Sắc gì nó vừa ngon. Ai mua tao hỏi cái lại. Không mua cái lại cho. Nào múc cơm đi. Nhưng mà cái này đã thì không thích nạt, thích có gần gần á. Dạ. Táo rồi nữa. Dạ. Thịt thăn là ngon nhất rồi chứ. Ừ. Ăn chay hay ăn đồ nhậu á, chứ thích muốn gần được. Có người ăn gần không được. Trứng. Tết này con, yeah. Mấy con người con mình tổ chức mình gói bánh tét cả gia đình mình ngồi mình gói bánh tét cũng vui lắm, rồi hát mình đêm đó ngồi rất nữa như hồi xưa đó, yeah. Tết các anh gói bánh tét, mới ra ngồi đó mình ngồi đó canh, con này cũng mê lắm mà không có thời gian không nên làm, đốt ở đâu có đèn điện đâu, đốt bằng dầu á, chứ đâu xưa ha, nó trải điểm đó ngồi đó rồi canh, nói chung thời điểm này dưới quê mình là chuẩn bị là vui lắm các anh ơi. Người ta chuẩn bị ai cũng đón Tết hết trơn. Chuẩn bị đón Tết nha. Ừ. Không chỉ rộng rồi. Chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Chưa tới một tháng nữa. Còn 20 ngày. Bây giờ ra giải Tết đi chứ con. Dạ. Bữa nay anh trước là chuẩn bị cũng có người bắt đầu là tới là tôi lặt lá mai. Dạ. Rồi ta sửa sườn hàng rào rồi nhà cửa để vào đón Tết. Dạ. Nhà mình là bữa mai bắt đầu lặt rồi. Nhãn tỏ bắt đầu mình lặt bông lặt mai. Dạ. Ngày mai nhà mình lặt lá mai rồi cả nhà. Dạ. Mùng 10 tới bắt đầu là mình thấy người ta đi Tết đó đi tả mộ đó khi dạ. Mà đi tả mộ nhập những cái mộ đó mà để mà đón Tết ông bà mà người cũng Tết đó. Thì nhà mình là 24. Dạ. 24 mình cũng như mã nội rồi mình cũng ra mình dọn rồi mình cúng kiến để cho thường lấy lá mai là nào chứ?
rằm. Vậy là ngày mai mình làm chắc sớm quá. Tại vì mai mình nhiều quá. Mai nhiều thì mình nếu mà lặt sớm thì nó ra. Mai nhà mình nhiều cả nhà, bởi vì mai gia đình mình già lặt sớm. Làm mừng lần trước cả nhà để không kịp. Lần bắt đầu là nó có sớm lắm, còn mấy cây kia lặt trễ thì nó có trễ lần qua tới mùng 3 mùng 4. Nó có suốt rồi vậy. Hồi đó nhà ông nội trồng nhiều mai lắm cả nhà, giờ là ít bớt rồi đó, nhưng mà vẫn còn nhiều. Nhiều hơn những nhà khác. Nhưng hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa hai bên lậu là coi như là đi ngang là vàng hết luôn. Hồi xưa nó khoảng 50 cây mai đúng không? Ừ. Mà trước hơn cạch đâu có nổi, còn phải mua lấy kali á. Dạ. Cạch chứ đâu có lại không nổi. Cạch kali cho nó rụng lá chứ đâu lại nổi đâu. Quá rồi. Giờ là bớt rồi đó. Nhưng mà vẫn còn nhiều. Vô. Dạ. Rồi, có nhà luôn. Hồi trước có chừng 28 Tết rồi ha. Mình đây mình nuôi heo, hồi trước nuôi heo nhiều quá. Bằng heo á chứ. Bằng heo. Cái mà lại hồi xưa thì có vụ mà chia lúa. Vâng. Nhưng một dạ lúa bao nhiêu ký heo đó. Nó chia lúa chứ mình đâu có thời đến đó nó chia lúa không chứ đâu có biết bán đâu. Nó đâu có nói bán đâu. Chia lúa. Lấy lúa đổi heo hả cha? Nhưng một dạ lúa ha, thí dụ là một dạ lúa 3 ký heo bao nhiêu đó. Hồi xưa mình trồng lúa nhiều ha. Hồi trước đây là lúa không con. Ở đây mẹ em trồng cái cây chứ đây trồng lúa. Bây giờ lên vườn nuôi cá hết rồi, hết làm lúa rồi. Hai mấy năm ra đâu không còn làm cây lúa. Nhà em cũng làm lúa mà lâu lắm rồi. Em thấy mãi toàn nuôi lâu lắm rồi. Trồng cái cây không? Khoảng mười mấy 20 năm về trước ạ. Mới làm lúa. Nghe nói mà em trồng khoai nữa không? Trồng nhiều lắm, người trồng gãy nữa. Dưa leo cà chua gì đó, dưa leo hủ qua gì đó. Ở đây cha mẹ là giỏi trồng gãy lắm. Trồng gãy là cây nào cũng có thôi. Trồng gì chúng nấy không? Đúng rồi cha, cái môn gì cũng có. Trồng gãy cũng có, nuôi dịch cũng có. Con sợ nuôi dịch luôn. Nuôi dịch là chạy đồng thôi. Con sợ nuôi dịch luôn. Dịch đang nhãn đó. Quả. Ám ẩn rồi. Ám ẩn luôn á trời. Nhớ luôn. Còn trồng gãy thì trước cha quốc trồng một con dưa đấy, là một con dưa nó là 5 tháng đầu đó coi, có thể hái mỗi đợt đó gộ hái một ngày không, đi 2 chuyến là 1 tấn luôn. Túng ghê là có đợt đó nó túng dữ dằn thôi. Vậy là trước cha nó trồng hay mà bán gần lẻ tính ra hơn 5 tấn, bữa đó nó đựng nó trúng lúc là phụ bà nội phụ hái nữa với mẹ rồi. Là cái thúng mà để vô hái mà lặt đứng một chỗ mà lặt là hết thùng cái lúc cha trồng mà đâu ấy cha, bây giờ phần nhân lứa không chúng cha trồng đúng trải á, mua trải mà trong đúng trải cực quá nha. Trời ơi cực lắm, đúng trải thấy gì đâu. Thấy mỗi lần mà cha mẹ đi đúng trải là cực quá cực. Ăn cơm ngon muốn hết cơm luôn rồi. Con cũng rồi, cũng ngon. Món ăn giả vậy mà ngon nha. Nói mà cho vụ mà đúng trải trồng dưa bây giờ thấy nghe lại sợ quá trời sợ. Mấy em đó. Nay cũng về Tết hả cha, cũng đi rồi, cũng đi bạn bè. Bây giờ cha đi chúc Tết đầu năm hả? Nè tổ chức đi viếng Tết đầu năm rồi. Vô nè, ngày mẹ vô luôn nha. Thì gia đình mình ăn cũng xong rồi cả nhà ơi, bữa cơm đầu năm mới cả nhà.
À, giờ vậy nè. Dạ. Hồi năm mới hôm cũng cho cha xin có ý kiến. Dạ. Thôi bây giờ cũng năm mới thì cha cũng xin chúc cả một gia đình những người đã ủng hộ trong cái kênh mình yêu. Dạ. Dạ. Thì tất cả mọi gia đình là một cái năm mới, thứ nhất là có sức khỏe, yeah, rồi vui vẻ, cuộc sống luôn an bình, luôn luôn gặp những điều là thuận lợi trong cuộc sống là may mắn. Dạ, yeah, dạ, yeah, rồi. Rồi mà cũng luôn luôn mình nghĩ rằng là chắc có ai cũng ủng hộ mình tiêu rồi. Dạ, yeah, con cũng mong vậy. Cũng hy vọng vậy cha. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn cha luôn. Dạ, yeah, cảm ơn cha. Kính chúc hưởng một mùa xuân an lạc, năm mới, năm cổ bước sang năm mới. Dồi dào sức khỏe, đều nhiều niềm vui, đặc quá yêu đời. Dạ. Dạ, cảm ơn yêu. Rồi. Thì năm cũ bước qua năm mới tới cả nhà. Thì mình với Nhi không có gì, cũng xin chúc cả nhà trước tiên là có nhiều sức khỏe nha. Rồi thành đạt trong cuộc sống, rồi bình an. Rồi công việc thì luôn lúc nào cũng thành công. Rồi em muốn nói gì không? Rồi hôm nay nhân dịp đầu năm mới mình quay clip thì mình cũng xin kính chúc các cô chú, các anh chị, các bạn và các em thì năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và luôn có những thành công mới trong cuộc sống. Rồi thì thôi bữa cơm gia đình đầu năm của mình, tôi gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Rồi đấy, cả nhà thích kênh Miền Tiêu thì nhớ like, chia sẻ đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi gia đình đến ba cả nhà nhé. Bye bye. Bye.